Kính thưa quý vị, sau hơn nửa năm ngừng bán thì mẫu xe Toyota Wigo đã quay trở lại Việt Nam với phiên bản 2023. Nhờ vậy mà phân khúc xe giá rẻ cỡ A đã có thêm lựa chọn so với trước đây. Chỉ có hai mẫu xe đó là Kia Morning và Hyundai Renny 10. Toyota Wigo 2023 hiện có hai phiên bản với giá lần lượt là 360 triệu đồng bản MT và 405 triệu đồng bản CVT so với phiên bản cũ thì Vigo mới đã rẻ hơn tới 40 triệu đồng. Với giá bán này, tổng số tiền để lăn bánh cho Vigo sẽ từ 390 cho đến 458 triệu đồng Việt Nam tùy theo từng địa phương đăng ký. Ở phiên bản mới, Toyota Vigo trông hiện đại hơn với các trang bị bên ngoài như đèn pha dạng LED, đèn định vị LED, tay nắm cửa tích hợp khóa đóng mở cảm ứng, gương gập chỉnh điện, ở phiên bản cũ thì Wigo bị chê xấu trang bị nghèo nàn nên doanh số thường đứng ở cuối bảng xếp hạng phân khúc xe cỡ A. Kích thước của xe cũng đã được gia tăng lần lượt là 3760, 1665, 1505 mm, chiều dài cơ sở là 2525 mm. Đời cũ của mẫu xe này chỉ đạt là 3.660, 1.600 và 1 mm, chiều dài cơ sở là 2455mm. Nội thất của Toyota Wigo 2023 dễ nhìn hơn trước, trang bị dừng lại mức cơ bản với màn hình trung tâm 7 inch. Điều hòa hiện đại điện tử nhưng vẫn chỉnh tay, vô lăng nhựa và ghế nỉ. Toyota Wigo 2023 được trang bị động cơ là 1.2 3 xi lanh công suất là 87 mã lực, mô men xoắn là 113 Newton, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp DCVT. Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe có phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hai tứ khí. Riêng bản số tự động có thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang. Tiếp theo một thương hiệu cũng đáng để chúng ta lựa chọn về mẫu mã và giá cả phải chăng. Kể từ tháng 5 năm 2022 thì Kia Morning đã được bổ sung thêm 3 phiên bản mới với thế hệ thứ ba và qua đó có tổng cộng lên đến 6 phiên bản bán cho đến người Việt giá từ 369 cho đến 439 triệu đồng. Trong đó phiên bản số sàn rẻ nhất hướng đến khách hàng chạy dịch vụ. Kia Morning có giá lăn bánh từ 409 cho đến 514 triệu đồng. Tùy theo từng phiên bản và địa phương đăng ký, Kia Morning có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3595 triệu 1.595 và 1485 mm, chiều dài cơ sở đạt là 2.400 mm. So với các đối thủ, thì Morning hiện tại nhìn ấn tượng hơn hẳn với lưới tản nhiệt tinh chỉnh mới mở rộng về phía hai bên, cùng đèn pha halogen tích hợp với bi cầu cũng được tái thiết kế theo hướng nhỏ gọn, cá tính tích hợp dải đèn LED ban ngày khá là bắt mắt. Ở bên trong khoang nội thất thì toàn bộ ghế ngồi được bọc ra màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi giữa táp lô với thiết kế ấn tượng là một trong những điểm nổi bật. Đi cùng với đó là loạt tiện nghi đáng chú ý như là đồng hồ dạng analog kết hợp một màn LCD, hiển thị đa thông tin 4.2 inch, khởi động dạng nút bấm hệ thống âm thanh 6 loa vô lăng bọc da, điều hòa tự động, ghế chỉnh tay 6 hướng. Xe được trang bị động cơ là 1.25, có công suất 83 mã lực và mô men xoắn là 122 Newton Với hai tùy chọn số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Trong cùng phân khúc này thì không thể nào không nói đến một thương hiệu kế đến đó là Hàn Quốc Hyundai Grand 10 và cả dòng xe sedan cũng như là hatchback. Tương tự như Kia Morning thì mẫu xe Hyundai Grand 10 đang ở thế hệ hoàn toàn mới và có 6 tùy chọn phiên bản. Nhưng duy nhất trong nhóm xe cỡ A có hai biến thể sedan và hatchback. Hyundai Grand 10 đang có giá bán từ 360 cho đến 455 triệu đồng và có đến 4 trên 6 lựa chọn là số sàn chia đều cho hai biến thể. Giá lăn bánh của xe từ 390 cho đến 531 triệu tùy theo từng phiên bản và tùy theo từng địa phương chúng ta đăng ký. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3850, 1680 và 1520 mm, chiều dài cơ sở đạt là 2450 mm, khoảng sáng gầm là 157 mm và đèn pha vẫn là dạng halogen truyền thống đi cùng với đèn định vị LED đèn sương mù halogen có thấu kính tạo hình độc đáo, nhấn mạnh phong cách thể thao của xe. Cửa gió hàng ghế sau kiểm soát hành trình và cảm biến áp suất lốp trên Hyundai Renny 10 là những trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc này. Điểm trừ ở mẫu xe này đó là đèn chiếu sáng trước chưa có bóng projector và điều hòa dừng lại ở chỉnh cơ mà thôi. Sức mạnh của Hyundai Renny 10 cũng tương tự như Kia Morning do cùng chia sẻ với nhau khối động cơ 1.2, công suất 83 mã lực, nhưng momen xoắn lại thấp hơn khi chỉ đạt được 114 Newton. Xe cũng có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc là tự động 4 cấp, phù hợp với nhu cầu mua xe của người tiêu dùng.